Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất. Năm trước, với nguồn tài nguyên phong phú từ thủy hải sản, khoáng sản, thắng cảnh, Bà Rịa Vũng Tàu luôn có lợi thế trong phát triển kinh tế, công nghiệp cảng biển, vận tải và du lịch biển. Những phong tục tập quán, lễ hội, ngành nghề truyền thống ở địa phương mang đậm nét đặc trưng của vùng biển Việt Nam đã khiến cho nơi đây có một nền văn hóa đặc sắc. Với vị trí vai trò rất lớn về mặt an ninh quốc phòng, có bao thăng trầm lịch sử, Bà Rịa Vũng Tàu đã lập nên nhiều chiến tích vang dội, biết bao tên đất, tên người đã đi vào huyền thoại. Bà Rịa Vũng Tàu, quê hương của liệt nữ Võ Thị Sáu, nơi còn in dấu chiến thắng Bình Giã, căn cứ Minh Đàm, địa đạo Long Phước. Đây, địa ngục trần gian Côn Đảo, trôi rèn bao chiến sĩ kiên trung. Kia, chiến tích Bến Lộc An, đoàn tàu không số chuyển vũ khí từ miền Bắc vào chi viện chiến trường Đông Nam Bộ, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là biểu tượng ý chí liệt oanh của quân dân ta trong những ngày đạn bom khói lửa. Với 156 km đường bờ biển, nhiều cảnh quan tuyệt đẹp và trên 100.000 km vuông thềm lục địa, có huyện đảo Côn Đảo nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ hướng ra Biển Đông, hệ thống cảng biển lớn thông thương với nhiều nước trên thế giới. Bà Rịa Vũng Tàu có vị trí ý nghĩa chiến lược quan trọng không chỉ về đường hàng hải quốc tế mà còn trên các mặt kinh tế, an ninh, chính trị, văn hóa. Vận tải biển đang là xương sống của thương mại toàn cầu hóa và chuỗi cung ứng sản xuất. Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép vừa được Ngân hàng Thế giới và hãng tin tài chính S&P Global Market Intelligence đánh giá thứ 11 trên 370 cảng hoạt động hiệu quả nhất thế giới. Bên cạnh việc phát huy lợi thế từ 4 ngành kinh tế mũi nhọn, công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lãnh đạo tỉnh đã quan tâm đầu tư quy mô cho lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Được xây dựng quy mô hiện đại tại khu trung tâm hành chính chính trị của tỉnh, Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu là nơi đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của người dân. Năm 2021, Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu. Cả thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề về mọi mặt, gần như mọi hoạt động của thư viện truyền thống bị đóng băng. Thế nhưng, không đầu hàng khó khăn, được sự chỉ đạo quan tâm của các cấp lãnh đạo, Thư viện tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ công nghệ thông tin thời đại 4.0, tổ chức hoạt động chuyên môn trực tuyến song hành với trực tiếp thông qua các chương trình
tuyên truyền giới thiệu sách bằng video clip, phục vụ tài liệu số, sưu tầm số hóa tài liệu địa chí. Công tác phục vụ bạn đọc cải tiến bằng cách tổ chức hội sách trực tuyến, luân chuyển phục vụ lưu động trong toàn tỉnh, lập thư viện vệ tinh tại các trường trung học phổ thông, đơn vị vũ trang và các đơn vị công tác dài ngày trên biển, phục vụ phạm nhân trong các trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, góp phần xây dựng nhân cách, cảm hóa phạm nhân. Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định số 2113 về việc phê duyệt đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025. Thư viện tỉnh đã hướng dẫn triển khai, phát huy hiệu quả 8 mô hình phát triển văn hóa đọc tại địa phương như sau. Mô hình ngoại khóa với các hoạt động vui đọc sách, vui nhận quà, chơi mà học, học mà chơi, khoa học vui, khéo tay hay làm. Mô hình hè vui đọc sách với các hoạt động hướng dẫn kỹ năng, nhật ký đọc sách, đố vui vui đố, vui cùng thư viện. Mô hình ngày hội đọc sách với hướng dẫn phương pháp đọc, bảo quản sách, viết cảm nhận về sách, kể chuyện sách, đố vui về sách. Mô hình câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ bạn đọc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho độc giả với các hoạt động kỹ năng giao tiếp, thuyết trình thảo luận, giao lưu người nước ngoài, diễn kịch trò chơi. Mô hình cuộc thi về sách nâng cao nhận thức và thẩm mỹ cho học sinh thông qua các cuộc thi quyển sách tôi yêu, giới thiệu sách trực tuyến, vẽ tranh theo sách, đại sứ văn hóa đọc. Mô hình giao lưu sự kiện với Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, Ngày sách và bản quyền thế giới, sự kiện văn hóa đọc, giao lưu văn hóa thế giới được tổ chức vào các ngày kỷ niệm hay lễ lớn. Mô hình xây dựng tủ sách ngoại văn và các tủ sách vệ tinh, thư viện tỉnh tổ chức tiến hành khảo sát, cung cấp trang thiết bị, hỗ trợ vốn tài liệu ban đầu, hướng dẫn nghiệp vụ từ nguồn tài trợ của Quỹ Châu Á và sách đề án. Mô hình cấp thẻ miễn phí cho những đối tượng học sinh sinh viên học tốt, học sinh sinh viên hoàn cảnh đặc biệt, sinh viên nghiên cứu khoa học, cộng tác viên, tình nguyện viên, thành viên câu lạc bộ. Qua 8 mô hình này, thư viện tỉnh nắm bắt nhu cầu của bạn đọc để hoàn thiện hơn vốn tài liệu, cải thiện làm mới cách thức tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu quả chất lượng phục vụ và thực hiện đầy đủ chức năng chuyên nghiệp của một thư viện cấp tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc tại địa phương. Về tham dự liên hoan năm nay, đội tuyển chúng tôi gồm có tôi, Nguyễn Thị Kim Tín, thư viện viên. Tôi, Lê Thị Kim Yến, phó trưởng phòng công tác bạn đọc. Tôi, Nguyễn Thị Hồng Thương, phó trưởng phòng công tác bạn đọc, cùng tập thể cán bộ nhân viên thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến, những người con ưu tú quê hương Bà Rịa Vũng Tàu đã hy sinh xương máu, viết lên những trang sử vàng chói lọi. Bất chấp bom đạn và sự khủng bố của kẻ thù, họ vẫn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường bám đất, bám dân và chiến đấu. Để hiểu rõ hơn về một thời kỳ gian lao mà anh dũng của mảnh đất Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi xin giới thiệu đến liên hoan chùm tác phẩm Đường Hồ Chí Minh trên biển Bà Rịa Vũng Tàu, tiến công và nổi dậy giải phóng Bà Rịa Vũng Tàu 1975, nước mắt ngày gặp mặt. Và tác phẩm này sẽ xuyên suốt chương trình với chủ đề Những người con bất tử. Kính thưa quý vị, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một mốc son chói lọi và hào hùng trong lịch sử dân tộc. Trong những năm tháng ấy, Đường Hồ Chí Minh trên biển đã ra đời như một huyền thoại. Quê hương chúng tôi cũng rất vinh dự và tự hào góp phần hình thành nên con đường huyền thoại đó. Điều này đã được thể hiện trong quyển sách Đường Hồ Chí Minh trên biển Bà Rịa Vũng Tàu. Tác phẩm do nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 2014 của tiến sĩ Nguyễn Đình Thống, một chuyên gia nghiên cứu về Bà Rịa Vũng Tàu. Cuốn sách dày 110 trang, khổ 13 x 19 cm. Để làm sống lại ký ức của con đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ bến Lộc An đến tuyến vận tải Đồng Tranh Hắc Dịch, xin mời các bạn đến với chương 1, mở đường trên biển Đông. Năm 1961, các đồng chí Lê Minh Thịnh, Dương Quang Đông lần lượt về Bà Rịa khảo sát sông rạch, bến bãi, chọn người sắm ghe, tổ chức vượt biển mở đường theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Trung ương Cục miền Nam và Bộ Chỉ huy miền.
Trong số các chiến sĩ đầu tiên, có 6 ngư dân dũng cảm ở các xã Phước Hải, Phước Bửu, Bình Châu được tuyển chọn. Giữa mùa gió chướng năm 1961, họ dùng ghe đánh cá nhỏ vượt biển ra Bắc. Lúc thì đương đầu với bão táp, khi thì hết sạch nước ngọt giữa biển. Anh em phải uống cả nước tiểu để cầm cự. Đi đến Cam Ranh, cả đoàn rơi vào tay địch. Dù bị khảo tra chất vấn, anh em vẫn cương quyết nói mình chỉ là ngư phủ. Cuối cùng chúng cũng phải thả ra. Sau hơn 3 tháng tập lộ trên biển cả, đấu tranh với kẻ thù, các anh đã ra đến miền Bắc, trở thành chiến sĩ biên chế tàu đoàn vận tải 759, đưa vũ khí về chiến viện cho miền Đông Nam Bộ. Chia tay chương 1, chúng ta bước sang chương 2, bến Lộc An, vĩ hàng chiến lược. Các đơn vị vận tải tiếp nhận vũ khí như đoàn 555, đoàn 1500, đoàn hậu cần K10 được hình thành. Những chuyến hàng cập bến thắng lợi. Ấn tượng nhất là chuyến đón con tàu 40 tấn vào tháng 10 năm 1963. Tàu đến nơi nhưng lại bị mắc cạn cách bến 4 km. Địch có thể phát hiện ra con tàu để 20 tấn vũ khí về bến an toàn. Đoàn đã làm công tác dân vận với các ngư dân và tất cả đều được bảo mật tuyệt đối. Từ 1963 đến 1965, hàng trăm tấn vũ khí đã được chuyển thành công vào bến Lộc An, cửa sông Rây Xuyên Mộc, góp phần cho quân giải phóng miền Nam phát triển nhanh chóng, tận dụng thời cơ cách mạng, giành thắng lợi to lớn. Bây giờ, mời các bạn đến với chương 3, từ cửa biển Cần Giờ đến chiến khu Hắc Dịch. Mùa khô 1964-1965, nhu cầu về vũ khí với số lượng lớn trở nên cấp bách, cần xây dựng một bến bãi tiếp nhận khác, đảm bảo thuận lợi lâu dài cho cả khu vực miền Đông Nam Bộ. Bộ Tổng tham mưu đã chọn cửa biển Đồng Tranh và đường sắt Cần Giờ là nơi phù hợp. Đồng thời, một đơn vị vận tải bộ được thành lập tại Hắc Dịch, cạnh cửa địa kháng chiến của tỉnh Bà Rịa. Từ đây, miền Đông có được hai tuyến tiếp nhận: Lộc An Xuyên Mộc và Đồng Tranh Cần Giờ. Tháng 4 năm 1966, Quân ủy Trung ương đã ký quyết định thành lập đặc khu đường sắt và từ ngày 14 tháng 8 năm 1966, nhiệm vụ vận chuyển chiến lược được tổ chức thực hiện dưới sự chỉ đạo và quản lý của Đảng ủy đặc khu đường sắt. Tuy chỉ hoạt động từ 1963 đến 1966, đường Hồ Chí Minh trên biển Bà Rịa Vũng Tàu đã nêu cao quyết tâm và ý chí cách mạng của đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, vượt mọi khó khăn, quyết hoàn thành nhiệm vụ. Tinh thần đó càng được thể hiện rõ nét trong giai đoạn Bà Rịa Vũng Tàu cùng với nhân dân cả nước tạo nên đại thắng mùa xuân 1975 lịch sử. Giúp cộng đồng cùng sống lại một thời kỳ hào hùng oanh liệt của dân tộc, cùng trò chuyện với những chứng nhân lịch sử của vùng đất anh hùng, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Tiến công và nổi dậy, giải phóng Bà Rịa Vũng Tàu 1975. Thưa quý vị, quyển sách này do Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ấn hành vào năm 2005, với sự tham gia của nhóm tác giả Nguyễn Đình Thông, Nguyễn Xuân Thủ, Đỗ Thị Thanh Huyền, Võ Thị Mỹ Thơ. Sách dày 90 trang, bìa lá màu nâu đất chữ đỏ. Mặt bìa có in hình ảnh quân ta làm chủ đài radar trên núi lớn và những chiến sĩ sư đoàn sao vàng vượt qua cửa lớp tiến về giải phóng Vũng Tàu. Nội dung cuốn sách gồm 7 chương, chia làm 4 phần chính như sau. Phần 1, xây dựng và phát triển lực lượng. Chương một của quyển sách là một tỉnh vùng ven cửa ngõ đường biển duy nhất vào Sài Gòn. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, chiến trường Bà Rịa Vũng Tàu đặc biệt gian khổ, ác liệt. Vùng đất này đã sớm hình thành lực lượng vũ trang và phương châm đấu tranh bất hợp pháp, phát huy ba mũi giáp công trên cả ba vùng chiến lược, lần lượt đẩy lui và đánh chìm hàng chục tàu thuyền quân sự của Mỹ Nguyện. Phần 2, thực hiện quyết tâm chiến lược mùa khô 1974-1975. Năm 1974, trước những diễn biến thuận lợi, Mỹ không thể cứu vãn sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Tháng 11, tỉnh ủy Bà Rịa Lập Thắng quyết tâm thực hiện chiến lược mùa khô 1974-1975 nhằm đi đến thắng lợi cao nhất. Quyển sách đã cho chúng ta thấy được khí thế hào hùng của quân và dân tỉnh Bà Rịa Lập Thắng trong việc giữ vững và phát triển thế chủ động trên chiến trường, tạo thêm nhiều cơ sở cách mạng bí mật tại những vị trí then chốt. Phong trào xung kích chiến tranh phát triển mạnh mẽ, nhiều xã đã xây dựng hệ thống hầm chân hố đinh để bảo vệ vùng giải phóng và mở rộng căn cứ như Long Tân, Long Phước. Chính quyền cách mạng được thành lập tại các xã vùng giải phóng Bình Châu, Bầu Lâm, Láng Lớn, Hắc Dịch, Phước Bửu. Tất cả đã
đại đại địch vào thế bị động, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thời cơ chiến lược của cuộc chiến tranh. Phần 3, giải phóng tỉnh lỵ Bà Rịa, Long Khánh và các huyện, chuyển sang giai đoạn 2, giải phóng hoàn toàn thành phố Vũng Tàu. Ở văn chương 345, tác giả đã miêu tả lại cái đợt tiến công của chiến lược tại từng vùng đất dưới sự lãnh đạo chỉ huy thống nhất của Trung ương Cục miền Nam và Quân ủy Đông Nam Bộ. Tây Nguyên, Bà Rịa, Long Khánh và thành ủy Vũng Tàu đã quán triệt tổ chức chỉ đạo quân và dân toàn tỉnh chuẩn bị lực lượng tại thế trận đồng bộ, phối hợp cùng bộ đội chủ lực để thực hiện tổng tiến công và nổi dậy. Sau khi giải phóng xúc động, chúng ta làm chủ hoàn toàn tỉnh lỵ Long Khánh, mở cửa ngõ phía Bắc cho đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Phối hợp với sư đoàn sao vàng, ngày 27 tháng 4, lực lượng địa phương đã giải phóng các huyện Châu Đức, thị xã Bà Rịa, huyện Xuyên Mộc và huyện Long Đức. Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, bằng tinh thần dũng cảm và sự hy sinh quên mình, chúng ta đã giải phóng hoàn toàn thành phố Vũng Tàu. Phần 4, nổi dậy giải phóng Côn Đảo. Nhà tù Côn Đảo lúc này có 7.448 tù nhân, trong đó có 4.234 tù nhân chính trị. Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, nghe tin Dương Văn Minh đầu hàng, bọn giặc trên đảo cuốn cuồng tháo chạy, bỏ luôn kế hoạch thủ tiêu tù chính trị. Lực lượng tù chính trị hay tin tổ chức phá ngục giải phóng Côn Đảo, nắm lấy chính quyền, giữ an ninh trật tự trên đảo. Rạng sáng ngày 4 tháng 5 năm 1975, chuyến tàu đưa các lực lượng vũ trang ra giải phóng quân đảo cập bến, cũng là lúc tình hình trên đảo đi vào ổn định. Cuộc nổi dậy giải phóng nhà tù Côn Đảo là nét đặc sắc nhất trong các cuộc nổi dậy. Được kiềm kẹt trong nhà tù kiên cố, có cả phương án thủ tiêu tù chính trị bằng lựu đạn. Thế nhưng những người tù chính trị ấy đã nhẹ bén nắm bắt thời cơ, kịp thời nổi dậy tự giải phóng đúng như tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng và Trung ương Cục miền Nam. Và ngày 5 tháng 5 năm 1975, con tàu đầu tiên đưa các chiến sĩ tù nhân Côn Đảo về đến đất liền. Ủy ban quân quản Vũng Tàu tổ chức meeting trọng thể tại cảng Nhập Chừa, chào đón những người con ưu tú chiến thắng trở về trong vinh quang chói lọi. Thưa quý vị, cuốn sách Tiến công và nổi dậy giải phóng Bà Rịa Vũng Tàu 1975 đã làm sáng tỏ chân lý sức mạnh tổng hợp của đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh, chủ động sáng tạo, đón chấp thời cơ, quyết tâm giải phóng quê hương. Cùng sự chi viện đắc lực của sư đoàn Sao Vàng và Z24, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân đã ghi dấu son đại thắng mùa xuân 1975 trong trang sử của quê hương Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu đến các bạn một tác phẩm của một người con anh hùng của quê hương Bà Rịa Vũng Tàu. Ông là một người chiến sĩ, một nhà tình báo, một vị chỉ huy với những chiến công hiển hách. Đó là tác phẩm Nước mắt ngày gặp mặt. Đây là tập truyện ký do nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 2012, khổ 13x19cm, dày 246 trang, bề màu in láng. Trung tâm của bìa một là bức ảnh mang tên Hội ngộ, ghi lại khoảnh khắc của nụ cười ngập tràn hạnh phúc khi anh chiến sĩ gặp lại người thân của mình sau bao năm dài chinh chiến. Bằng những tư liệu chân thực sống động từ cuộc đời chiến đấu của mình và đồng đội, tác giả đã tái hiện một lát cắt của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chiến tranh, nước mắt nhỏ giọt buổi chia tay, nước mắt ngưng đọng những năm dài khói lửa, nước mắt tuôn trào ngày thắng lợi huy hoàng, và còn cả nước mắt chua cay của kẻ xâm lược và tay sai tiếc rẽ miếng mồi ngon đã mất. Những câu thơ này được đặt ngay sau hình ảnh giấy phong tặng danh hiệu và chân dung đại tá tình báo anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Can, nguyên cùng trưởng cùng tình báo H63, chính ủy lữ đoàn đặc công biệt động 316, tác giả quyển sách. Tác phẩm được ông viết bằng chính những trải nghiệm của mình về cuộc chia ly gần 30 năm để có ngày đoàn tụ với người vợ thân yêu tại Sài Gòn đêm 30 tháng 4 năm 1975. Sau lời giới thiệu của Thượng tướng Trần Văn Trà, cuốn sách được tiếp nối bởi 17 truyện ký. Câu chuyện đầu tiên, Mơ ước niềm vui, được tác giả viết vào tháng 3 năm 1975. Câu chuyện cuối cùng, Gia đình tôi, được viết năm 2006.
Bên cạnh đó, trong quyển sách này còn có một bài thơ mang tên Bài thơ tặng vợ hiền, được tác giả viết bên bờ sông Thị Tính trước giờ lên đường ra Bắc năm 1973. Và câu chuyện Hỡi loài người, hãy giúp tôi tìm lại quả tim. Kim Tiến biết không, câu chuyện này được tác giả viết 8 năm sau ngày giải phóng. Ta có thể thấy được sự hân hoan, phấn khởi của tác giả khi được lệnh điều động đặc biệt vào chiến trường miền Nam trong những ngày cuối của cuộc kháng chiến ở các câu chuyện Mơ ước niềm vui, Vào chiến trường hay Củ Chi đất thép. Và khí thế hào hùng của quân dân ta còn được tác giả thể hiện thông qua ngòi bút mang dấu ấn riêng của ông ở những câu chuyện Lữ đoàn đặc công biệt động, Quần chúng nổi dậy, Trước giờ rê, Rách 28 đánh chiếm bộ tổng tham mưu. Một số tác phẩm lại khắc họa giờ phút chung cuộc của chính quyền chế độ cũ như Đòn trời giáng, Sự ra đi của người hùng Nguyễn Văn Thiệu và Em cấp trung tá. Thế nhưng điểm nhấn của tác phẩm này chính là ở những câu chuyện thể hiện tình cảm thương nhớ quê hương, gia đình của một người lính và cả những vỡ òa xúc cảm của cặp vợ chồng phải xa nhau 28 năm đằng đẵng. Khi người chồng ra đi, vợ chỉ mới mang thai. Khi trở về, anh đã thành ông ngoại. Đó là các câu chuyện trong, đó là những nội dung trong các câu chuyện Ông ngoại đã về, gia đình tôi. Chúng ta hãy thử lực trích một vài phân đoạn miêu tả cảnh tác giả lần đầu lái xe Jeep về thăm lại vợ con sau ngày giải phóng. Tôi cho xe rẽ trái, chạy vào ngõ hẻm. Khu cư xá hiện ra lờ mờ với những dãy nhà trệt trong xóm lao động. Lòng hồi hộp vô cùng, tôi lên tiếng gọi: Nhông ơi, Nhông! Ngọn đèn hàng ba được bật sáng, tiếng giằng ổ khóa lách cách. Ở đây nè, anh về đó hả? Em biết mà, nghe gọi tên Nhồng, em biết là chỉ có anh. Vợ tôi mừng quá, chạy ra giọng liêu riêu đứt quãng. Tôi ôm lấy vợ tôi, đặt một nụ hôn lên môi. Một nụ hôn nồng cháy sau gần 30 năm chiến đấu. Đêm nay, hạnh phúc đã đến thật sự trong vòng tay đây rồi. Bà cứ tưởng như một giấc mơ. Và nước mắt của chúng ta sẽ hòa cùng với tác giả khi đọc đến Hỡi loài người, hãy giúp tôi tìm lại quả tim. Người lính ấy nhiều năm sau vẫn đau đau một nỗi niềm, quay về chiến trường xưa, được sống lại ký ức với Ghém, Khương, Năm Hải, Sáu Ẩn, những đồng đội đã hy sinh trước ngày chiến thắng. Bằng lối kể chuyện trong sáng giản dị và những bức ảnh kỷ niệm, tác giả đã khắc họa tinh thần anh dũng kiên cường của con người Việt Nam trong thời chiến, sự hy sinh vĩ đại của những người mẹ, người vợ tiễn chồng con ra mặt trận. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngập tràn những giọt nước mắt vui hồi ngộ và còn cả nước mắt tiếc thương cho những người đã mãi mãi không về sau cuộc chiến khốc liệt. Thưa quý vị, khép lại trang sách, những hình ảnh của quá khứ hào hùng vẫn sáng mãi trong ta. Dù không lưu lại dấu tích hình hài trên sông nước Biển Đông, nhưng những tên gọi Đường Hồ Chí Minh trên biển hay Đoàn Tàu Không Số vẫn luôn hiển hiện trong tâm khảm của biết bao người và sẽ mãi không phai mờ trong trái tim Tổ quốc. Từ tuyến đường vận chuyển vũ khí ấy, sức mạnh của lực lượng cách mạng được nhân lên gấp bội. Đây cũng chính là cơ sở cơ quân và dân toàn tỉnh hiệp đồng tác chiến cùng bộ đội chủ lực, mang lại đại thắng 30 tháng 4 năm 1975, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những nụ cười pha lẫn nước mắt ngày giải phóng, chứ đừng cả niềm vui đoàn tụ lẫn mất mát hy sinh. Theo nghiên cứu thống kê, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có 8.247 gia đình liệt sĩ, 1.120 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 29 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Mất mát đau thương là không tránh khỏi. Thế nhưng với ý chí quật cường trong thời chiến, mỗi người con Việt Nam sẵn sàng nén lại tình riêng, một lòng xả thân cho đất mẹ.
Sự hy sinh quá đỗi thiêng liêng đó là biểu tượng cao đẹp, là truyền thống yêu nước nồng nàn đã có từ ngàn xưa của con dân nước Việt. Nếu mai này phải dâng hiến cả tuổi xuân, đem xương máu đắp đền ơn sông núi, dẫu phải ra đi giữa mịt mù đạn khói, xin nguyện sẵn sàng vì tổ quốc tôi yêu. Của thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin kết thúc. Xin chào cổ vũ của tất cả các bạn đồng nghiệp.